Harry Won đăng ảnh khoe vòng một căng đầy gợi cảm, thế mà fan lại khen giống Trấn Thành. Khi Harry Won khoe vẻ đẹp quyến rũ nóng bỏng thì fan lại nhận xét rất thú vị. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Harry Won đã chia sẻ những bức ảnh selfie. Trong những bức ảnh, Harry Won khoe khéo vòng một căng tròn trong một thiết kế váy quay ngực. Phần thân váy được thiết kế ấn tượng như hai cánh hoa, giúp bà xã Trấn Thành có thể khoe trọn được body chuẩn của mình. Khuôn mặt Harry Won được nhận xét là vô cùng thần thái, dù mỉm cười hay tẹo dáng lạnh lùng khi chụp ảnh thì nữ ca sĩ vẫn vô cùng thu hút. Ngay sau khi chia sẻ, bức ảnh của Harry Won nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ. Nhiều bình luận đã nhận xét rằng càng ngày Harry Won càng có nét giống Trấn Thành, cả hai sở hữu nhiều điểm giống nhau. Nếu như trước kia, Trấn Thành Harry vấp phải nhiều sự chỉ trích của cộng đồng mạng khi đến với nhau, thì giờ đây không ít người khen ngợi chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ này. Sẽ không ngoa khi nói rằng cuộc sống hôn nhân luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của Trấn Thành Harry Won hiện tại là niềm ao ước của nhiều bạn trẻ. Và sự giống nhau đến ngỡ ngàng của cặp đôi cho thấy họ có tướng phu thê, một lần nữa minh chứng rằng tình yêu giữa họ là có thật và duyên nợ đã đưa hai người đến với nhau. Không hề giấu kín, Lâm Khánh Chi công khai vừa giao kéo thêm điểm này trên gương mặt. Có lẽ cô phần nào mong muốn hoàn thiện thêm nhan sắc trên khuôn mặt của mình nên vẫn quyết định nhờ cậy đến giao kéo. Lâm Khánh Chi không giấu kín mà thừa nhận với người hâm mộ việc mình mới trùng tu lại phần mắt trong mấy ngày gần đây. Vài ngày qua, Lâm Khánh Chi thường dành thời gian để livestream trò chuyện với khán giả, hoàn toàn không quảng cáo hay bán hàng như những lần trước. Theo đó, cô cũng chẳng trang điểm hay ăn mặc lộng lẫy, nữ ca sĩ để mặt mộc, diện đồ ngủ ở nhà với ông xã. Tuy nhiên, với gương mặt mộc hoàn toàn như thế này thì khán giả cũng dễ dàng nhận ra sự thay đổi phần mắt của nữ ca sĩ. Cụ thể, phần mí sưng to hơn và có cả một vệt ngăn giữa, giống hệt đường chỉ. Ngay lúc này mọi người đã phần nào cho rằng Lâm Khánh Chi vừa giao kéo phần mắt. Không phải giấu kín như những người khác, người đẹp cũng nói luôn trong lúc livestream rằng mình vừa cắt mắt xong. Hiện bộ phận này vẫn chưa hết sưng và đang trong những ngày dưỡng cho hoàn chỉnh. Trước đây Lâm Khánh Chi đã bỏ ra số tiền lớn để chỉnh sửa các chi tiết trên khuôn mặt, nhưng có vẻ cô chưa hoàn toàn hài lòng nên lần này mới quyết định giao kéo thêm. Đồng thời cô cũng đã trải qua ca phẫu thuật chuyển giới cực nguy hiểm và đau đớn, nên chắc chắn những lần trùng tu như thế này cũng không có gì đáng lo ngại đối với nữ ca sĩ. Hai năm trở lại đây, Lâm Khánh Chi xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông. Mọi người luôn ngưỡng mộ cô vì sau những thử thách tìm lại chính mình thì cô đã có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào với chồng kém tuổi. Mới đây nhất, tổ ấm nhỏ của người đẹp lại đón thêm một thành viên mới, khiến hạnh phúc của họ thêm phần trọn vẹn. Đến hiện tại, Lâm Khánh Chi chắc hẳn là một hình mẫu của rất nhiều người trong cộng đồng LGBT, bởi lẽ cô được sống là chính mình, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, có chồng yêu thương, được làm mẹ và cũng được gia đình chồng thấu hiểu hết lòng. Thúy Hành, Ốc Thanh Vân và loạt sau việc làm gì nếu phát hiện chồng ngoại tình. Đặc biệt, câu trả lời khôn khéo của người mẫu Thúy Hành khiến nhiều chị em phải suy ngẫm. Thúy Hành, điều đầu tiên tôi làm là nhìn lại bản thân. Trong chương trình Sao Hỏa Sao Kim, Trấn Thành từng đưa ra một câu hỏi rằng khi phát hiện chồng ngoại tình, người phụ nữ bản lĩnh sẽ làm gì? Ở vị trí là những người vợ, Ốc Thanh Vân, người mẫu Thúy Hành, diễn viên Lâm Vĩ Dạ có những quan điểm khác nhau. Thúy Hành cho rằng khi chồng hay người yêu mình có người thứ ba, điều đầu tiên tôi làm là nhìn lại bản thân. Trấn Thành bày tỏ, đây là lần đầu tiên anh được nghe một người phụ nữ nói như vậy, dù ai có ném đá anh cũng chịu. Bà xã nhạc sĩ Minh Khang cũng cho rằng, đàn ông làm chuyện này thì kiểu gì cũng sai rồi. Nhưng mình chắc cũng phải có sai gì đấy, thì đàn ông mới đi tìm một người khác, không phải là mình. Còn nếu như mình không có vấn đề gì, hoàn toàn ở lỗi anh ta trăng hoa, thì người đàn ông đó không xứng đáng để mình tiếp tục, chia tay luôn. Cô dứt khoát. Đang có gia đình hạnh phúc nhưng nếu chồng ngoại tình, Thúy Hạnh cho rằng trước tiên cô sẽ xem lại mình có sai ở đâu không. Nghe Thúy Hạnh nói xong, Trấn Thành ngậm đến nhiều trường hợp không giống như nữ người mẫu. Có một điều không được hay cho lắm, đó là mỗi lần phát hiện chồng người yêu có người thứ ba, điều đầu tiên một số chị em nghĩ đến là quánh ghen, tìm cách tấn công con nhỏ thứ ba, xem bánh bèo nào dám bon chen vào cuộc tình của mình. Cái điều đó là hạ sách luôn. Tại sao lại đi tấn công người thứ ba, trong khi cái người ta lỗi lầm nhất là người đàn ông? Mình không lo chỉnh đốn người ta, người đàn ông không bật đèn xanh thì cô nào chen vô được. Tình cảm của quý vị không có khoảng trống, ai mà chen vô được.
hay bản thân mình có điều gì làm cho người ta khó chịu mà mình không chịu sửa, để người ta hết chịu nổi. Theo quan điểm của Thúy Hạnh, còn tùy vào trường hợp đàn ông sinh tật ngoại tình kiểu nào, cô tạm chia ra làm hai kiểu, đó là qua đường và có vợ bé. Nhưng phức tạp nhất vẫn là khi người đàn ông có con riêng. Ốc Thanh Vân, dù có là phụ nữ bản lĩnh vẫn ghen như điên. MC Ốc Thanh Vân thì không cho rằng không ghen mới là bản lĩnh, cô nói. Dù có là phụ nữ bản lĩnh khi phát hiện chồng vẫn ghen, thậm chí ghen như điên. Nhưng sau đó mọi chuyện như thế nào thì phụ thuộc vào bản lĩnh của từng người. Tôi sẽ không đánh cũng không kiếm người kia, mà rà soát lại chính mình, mối quan hệ của hai vợ chồng mình, rà soát lại người đàn ông của mình. Về mối quan hệ của vợ chồng mình, cô thú thật, với một cặp đôi mà 10 năm mới cưới. Và cưới tới bây giờ là 10 năm rồi, một đoạn đường quá dài, thực sự không có chuyện gì mà chưa từng xảy ra, đó là những lần lên bờ xuống ruộng. Bây giờ thì đã thoải mái nói với nhau những điều này, tại vì tất cả những gì đôi khi không hay cũng xảy ra cho mối quan hệ của gia đình Vân. Vân sẵn sàng nói ra cho mọi người hiểu rằng, để có được một cái bình yên, đòi hỏi sự nỗ lực, sự cố gắng và sự thành thật của cả hai. Không có gì là dễ dàng cả, quan trọng là bạn có muốn người đó hay không thôi. Tiếp nói câu của Thúy Hạnh trong trường hợp đàn ông có con riêng, Ốc Thanh Vân nghĩ rằng, nếu người phụ nữ có bản lĩnh, cô ấy sẽ tìm cách giải quyết một cách êm thấm nhất. Mặt thứ hai, tự chuẩn bị cho mình một con đường khác nhưng âm thầm, rằng nếu như không còn người đàn ông này nữa, cô ấy sẽ làm gì để lo cho các con. Người phụ nữ bản lĩnh sẽ cùng lúc làm hai việc này. Bà mẹ ba con bày tỏ nếu đàn ông muốn quay về. Sự thật nếu đã rơi vào trạng thái mất cân bằng và lơ lửng thực sự, lúc đó trong đầu không có cái gì hết. Nhưng nếu lỡ biết không đúng, thấy mình phạm phải một lỗi rất nghiêm trọng, hãy ngay lập tức tìm cách chân thật nhất, thậm chí chấp nhận hạ thấp bản thân mình xuống ở mức tận cùng để người kia hiểu rằng mình đang rất muốn được sửa sai. Với cả đàn ông và phụ nữ ở thời điểm đó vẫn còn cơ hội quay về. Lúc đó những hình ảnh về gia đình, những gì đã có với nhau mới thực sự giá trị, để sau này nhắc nhở mình rằng không bao giờ được phạm phải một lần nào nữa. Thanh Thúy từng sự thế này khi phát hiện chồng lén lút nhắn tin cho người phụ nữ khác. Với Thanh Thúy, khi phát hiện chồng ngoại tình, người phụ nữ sẽ im lặng như không biết gì hết, sau đó âm thầm điều tra xem mức độ như thế nào. Khi được hỏi anh đã từng trải qua trường hợp này chứ, Đức Thịnh thẳng thắn thừa nhận rằng anh đã từng có mối tình ngoài luồng. Và anh cũng khâm phục phụ nữ ở điểm, không thể giấu họ bất cứ điều gì hết. Đàn ông mình cứ nghĩ mình giỏi, nghĩ rằng mình chỉ thoáng qua một lúc nào đó thôi. Nhưng những khe hở lúc nào cũng có, theo anh phản ứng đầu tiên của phụ nữ khi phát hiện chồng ngoại hình là hỏi một câu, con nhỏ đó là ai? Diễn viên Thanh Thúy từng nổi cơn thịnh nộ vì phát hiện chồng lén lút đặt mật khẩu với fan nữ hay thân thiết quá mức với nữ đồng nghiệp. Chính Thanh Thúy cũng từng cho biết cô đã ghen với những người phụ nữ khác. Nữ diễn viên từng lấy điện thoại của chồng để trả lời tin nhắn fan lúc nửa đêm. Một đêm khuya, Thanh Thúy bất ngờ phát hiện điện thoại chồng mình nhận được tin nhắn là anh ơi, anh ngủ chưa? Thấy Đức Thịnh ngủ ngon lành, cô đã giả danh chồng để truy lùng tình địch. Cô còn lộn ruột khi phát hiện chồng lén lút đặt mật khẩu với fan nữ. Không những thế, nữ diễn viên cũng đã từng 3 lần lấy tài khoản của chồng để thay đổi mật khẩu, chặn hết những cô gái đẹp theo dõi Đức Thịnh. Thanh Thúy cũng từng tức giận khi Đức Thịnh quá thân thiết với một người đồng nghiệp nữ trong một sự kiện. Vợ chánh tính tha thứ cho chồng ngoại tình nhiều lần. Trường hợp cụ thể về người vợ nhẫn nhịn tha thứ hết lần này đến lần khác cho chồng ngoại tình, đó chính là cô Bích Trâm, vợ nghệ sĩ chánh tính. Trong chương trình Hát Câu Chuyện Tình, vợ nam nghệ sĩ thừa nhận chánh tính ngoại tình nhiều lần, có lần bị công an bắt. Kể về chuyện đi bắt ghen chồng, nếu mà nói bắt ghen là tôi không, nhưng xưởng phim lúc đó có gửi công văn tới nhà cho tôi biết nơi ở của anh ấy với cô người yêu ngoài bắt vào. Xin lỗi vì cô diễn viên này mất rồi. Hãng phim kêu lên và bắt cô thư ký đọc cho tôi viết một đơn thư cô người yêu đó. Sợ cô ấy gặp anh rồi tôi khổ. Đó là lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời của tôi, chứ tôi không bao giờ bắt ghen. Bà xã của nam diễn viên tiết lộ, mỗi đêm anh chở tôi đi hát về, anh bỏ ở nhà rồi anh lại đi. Qua ngày hôm sau, có một cô từ Nha Trang vào kiếm anh ấy. Tôi cũng mời cô đó vào nhà, mời uống nước và ăn sáng. Khoảng 9 giờ anh ấy về tới. Vừa vào cửa tôi nói, anh ơi, có cô gì ấy từ Nha Trang vào kiếm anh. Anh ấy ủ vậy hả? Rồi quay xe đi luôn. Một lần khác, đêm đó có một cô ngoài Bắc vào. Thời gian ấy đi hát về, tôi ghé vào nhà. Mấy anh trưởng đoàn ăn uống. Chờ đến khoảng 11 giờ thì về, anh ấy lại đi. Anh ấy đi được một lúc, tôi thấy công an khu vực gọi báo anh ấy bị bắt với một cô gái. Nói về lý do bị công an bắt cùng người thứ ba, chánh tính thừa nhận, do bị công an bắt chứ làm sao bể được. Đó là đêm Noel, cô ấy đi vào thăm tôi bất ngờ. Tôi đưa cô ấy về phòng ngủ. Vừa về tới nơi hai đứa bị té, bị ngã, công an dựng xe giúp tôi.
tôi cãi lộn với họ nên hai đứa bị bắt nhốt, vì thế mới bị lộ với vợ. Có người vợ nhẫn nhịn bao dung như thế giúp chánh tín nhìn lại mình sau những vấp ngã cuộc đời. Tôi thấy không ai bằng vợ mình. Nhiều khi tôi cũng ngán đủ kiểu phải bỏ nhà đi một đến hai bữa cho đỡ rồi về. Sau này nhiều và nhiều lần nữa, có những lúc tôi lầm lỗi, vợ tôi một mình nuôi con. Càng ở xa và có những cuộc nhậu với bạn bè, đôi lúc mệt. Chúng bỏ tôi nằm lại một mình cho tới 11-12 giờ. Khi ấy thức dậy tôi mới thấy mình cô độc nhớ gia đình. Từ đó tôi mới nghĩ thôi chết, mình không thể quên Bích Trâm được.